Xin chào các bạn. Hiện tại anh Quang đã chuyển chỗ mới, không làm ở trên nhà cũ nữa mà hiện tại đi xuống gần nhà hơn. Và bên trong ở đây là một cái khu khá là rộng mà rất là đẹp. Ở đây là đá là tự nhiên. Thì tất cả những cái đây là rừng bương, một cái vườn bương. Thì hiện tại thì Quang đang cùng mấy chị em để đang phá bỏ cái rừng bương này. Đó. Rừng bương này nó mang rất là nhiều tuổi rồi. Đây, mình quay cho các bạn xem. Đây các bạn nhìn, đây là một cái gốc bương các bạn nhé. Tức là chặt rất là vất vả, mọc xít xít như này. Đó, mọc rất là xít nhau. Và cái gốc này nó vào tầm độ khoảng 20 năm gì đấy. Bương. Các bạn nhìn sơ xác này thôi, chứ khi mà tôi đốt bỏ sạch sẽ rồi ấy, thì nó khá là rộng và khu này rất là đẹp các bạn nhé. Đá tự nhiên, đá ở đây kia có một hòn đá tự nhiên đấy. Và trong này là suối, nước mùa này rất là to. Ở trong này nhìn xuống hẳn suối luôn đấy. Khi mà làm sạch sẽ đi thì ở dưới này suối rất là đẹp, view cực đẹp. Ở bên trong này đá rất là to, đẹp. Bên trong thì Quang có một lô nữa ở trong kia, thì sẽ trồng thuốc và tất cả mọi thứ sẽ quay cho các bạn xem sau ở trong đấy. Đây, rất là nhiều gốc bương ở đây, chúng tôi tại thì đang phá bỏ. Những cái gốc bương nó như thế này thì các bạn tính xem. Làm rất là vất vả đúng không ạ? Đó. Đó, các bạn nhìn đây là cái một cái gốc bương mà mấy chị em làm. Thì cả buổi chiều cả sáng cũng làm rồi, nhưng mà ngày chỉ được khoảng một gốc thôi, hai gốc là cùng, rất là vất vả. Nên là làm cái khu vực mới này, một cái nhà tre mới này thì nó vào tốn khá là nhiều công nữa. Cái bương gốc kia thì vẫn có để một gốc bương để mình có thể thỉnh thoảng để mang để ăn. Đó. To đúng không? Chỉ còn vài ngày nữa thì Quang sẽ đốt sạch sẽ khu này luôn. Bên kia là đất của bên kia view đất của xã Ba Trại. Bên này là đất Ba Vì, trong này suối, khe suối và nước rất là nhiều. Kia là bể nước các bạn nhé. Rồi chào các bạn nhé, các bạn theo dõi để chúng ta cùng xem một cái nhà tre sắp sửa mọc ở khu này. Đây là mọc sẽ quay ra đường, kia là đường đi các bạn nhé. Đây sẽ như một cái nhà tre, nhà ngang ở đây. Cái nhà bếp mình sẽ nằm ở dọc này. Đấy. Và dưới này sẽ là view rất là đẹp. Làm sạch sẽ đi thì view thoáng đẹp, nước chảy róc rách. Đẹp. Rồi, chào các bạn.